Thì hôm nay shop sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình chỉnh cái cổ không chống dơ chống lắc nhé. Nhiều bạn về thì cũng các bạn cứ bảo tại sao cái cổ của các bạn nó cứ bị lắc. Đây này, thì đầu tiên bên mình về các bạn sẽ nếu bạn nào bị dơ nhé, các bạn tháo cho mình cái này ra, dùng cà lê to này xoáy ra này. Bỏ giúp mình cái vòng ngoài này. Các bạn siết chặt cho mình. Đó, các bạn bỏ cái này siết chặt cho mình. Rồi, ok.